Thành thần hy nghìn năm trước. Không hay rồi, đại quân ma tộc tấn công, đừng hoảng. Nhanh chóng tập kết quân đội, có thể chống cự được bao lâu thì chống cự gần đấy đó. Bắt buộc là phải để người dân rút lui an toàn. Vâng, tướng quân đại nhân, chí là. Số lượng quân của bọn chúng quả thực là quá nhiều. Đáng ghét, đội quân ma tộc quy mô lớn như vậy, làm thế nào trong nháy mắt đã tập kết ở dưới thành vậy? Đây chắc chắn là kiệt tác của ma nữ. Đó là gì? Rồng lớn màu trắng ờ. Đó là nữ thần của rồng. Là tới giúp chúng ta hay sao? Đợi đã, trên lưng của nữ thần là lãnh chúa của chúng ta, thần Hy Chi Tình. Vào thời quá khứ xa xưa, để chống lại kẻ địch, chung, loài người và long tộc đã hợp tác, đã sinh ra nghề nghiệp cực kỳ mạnh mẽ. Long kỵ sĩ, chiến sĩ dũng cảm buộc phải vượt qua bài thi nghiêm khắc, đạt được sự công nhận của long tộc, thậm chí là của long thần mới có thể có được vinh hiển. Tốt quá đi, chúng ta được cứu rồi. Lãnh chúa vạn tế, thần Hy Chi Tình vạn tuế. Người rất được bọn họ yêu mến nhỉ, thần Hy Chi Tình. Cô nói không sai, Lạc Ly. Thế nên ta phải bảo vệ bọn họ. Lên đi Lạc Ly, biến kẻ địch của chúng ta thành tro bụi. Chuyện nhỏ. Là rồng chạy màu. Đại điện của Long Thần nhiều năm sau. Này Lạc Ly, mặc dù có chút khó mở lời, nhưng có thể xin cô giúp ta làm ra một đôi nhẫn hay không? Nhẫn? Đương nhiên, ta sẽ dùng nguyên liệu tốt nhất để tạo ra. Thật sao, ý ta là cô có thể mà dễ dàng đồng ý như vậy sao? Đúng vậy Ngô Thần, với quan hệ giữa ta và người đó hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng ta cùng chung sống, cùng chống lại ma tộc, bay qua vô số núi biển, khắp mảnh đất này đầy dấu chân của chúng ta. Hai chúng ta từ lúc mâu thuẫn ban đầu đến tiếp nhận, cuối cùng tâm ý tương thông, nghĩ lại đều cảm thấy ngươi và ta đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Thật đúng là lại dùng cách cũ dích này để tỏ tình. Ngu ngốc. Không được Nạc Nề, chuyện này ta không đồng ý. Sera, thân phận nhân vật. Thước Kim Long, tộc trưởng của Long tộc. Giới thiệu nhân vật. Thuộc hạ của nữ thần Long tộc đời đầu, điều khiển Long mạch Kim Thuộc. Nghe đồn từng đánh nhau với ma nữ, đồng thời may mắn tồn tại, có địa vị cao quý ở trong Long tộc. Ngay cả nữ thần cũng không thể nào dễ dàng bỏ qua ý kiến của cô ấy. Tại sao lại không đồng ý cuộc hôn nhân giữa ta và Ngô Thần? Bởi vì con người đó không xứng để cô làm như vậy. Lạc Ly, động não chút đi. Con người đó biến mất lâu như vậy, hắn là đã lừa cô. Luyện tạo nhẫn cưới đã tiêu hao lượng lớn thần lực của cô. Con người đó chỉ là một kẻ ngông cuồng, mưu đồ trường thọ với chúng ta mà thôi. Ngô Thần, không phải là như vậy. Ta và chàng đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy. Ta tin tưởng chàng. Đủ rồi, cô quá dung túng cho người đàn ông đó rồi, Lạc Ly. Quá gần gũi với con người sẽ chỉ hại cô mà thôi. Cho dù cô thân là nữ thần, bọn ta cũng không thể nào tiếp tục khoan nhượng nữa. Nếu cô cứ chấp mê bất ngộ không tỉnh, Long tộc sẽ không còn là nơi dung thân của cô nữa. Thần quyền của cô cũng sẽ bị thu lại. Ngô Thần, ta biết chàng đột nhiên biến mất, chắc chắn là có lý do, ta tin chàng. Thế nên trong khoảng thời gian chàng rời đi này, ta sẽ bảo vệ quân dân và thành thần hy chỗ của chàng, cho tới khi chàng quay về. 100 năm, 500 năm, 1000 năm sau, nữ thần cút khỏi thành phố của bọn ta ủng hộ. Hạ Nguyệt Vận đại nhân, ma đạo thuật là bảo vật của bọn ta. Nữ thần dựa vào đâu mà cấm bọn ta phát triển ma đạo thuật? Chỉ có Hạ Nguyệt Vận đại nhân mới có thể khiến cho thành thần hy tốt đẹp hơn. Lùi lại hết ra sau, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí. Nữ thần cút đi, nếu không ma nữ sẽ tàn sát quân dân trong thành. Giải thích bao nhiêu lần rồi, cấm lệnh ma đạo vốn không phải là do Lạc Ly đại nhân ban ra. Vậy thì thế nào, cô ta cũng là nữ thần, cùng một ruột với những kẻ đó, bảo cô ta cút đi. Thành thần hy lên do Hạ Nguyệt Vận đại nhân nắm giữ. Nữ thần cút đi. Hơi Lạc Ly đại nhân, mong người khoan dung cho những đứa trẻ vô tri này. Trong nghìn năm nay, nếu không phải là người, thành thần hy sớm đã bị đoàn quân ma nữ hủy diệt rồi. Ân tình như vậy,
Mọi người sao có thể nói quên nào quên? Lạc Ly đại nhân, người làm sao vậy? Hôm nay nhìn có vẻ cực kỳ không có tinh thần. Mình đúng thật là Lạc Ly đại nhân sao có thể trả lời mình chứ? Kể từ khi mình ghi nhớ, người đã có dáng vẻ này rồi. Khi ta còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy người đã bị dung mạo xinh đẹp cao quý của người làm cho chấn động. Người im lặng không nói, hai mắt toát lên một nỗ trống vượt qua cả lịch sử và thời gian. Ta cố gắng thu thập tin tức, chuyện hay của thế giới chia sẻ cho người, hy vọng có thể giúp người vùng vẫy thoát ra khỏi cảm giác hư không đó. Nhưng người từ trước đến giờ vẫn không nói một lời, thỉnh thoảng chỉ khẽ gật đầu. Có lúc hiện ra người ngồi một mình ở trên nóc nhà trông về hướng xa xăm, dường như đang đợi chờ cái gì đó. Indonit. Lạc Ly đại nhân, người vừa rồi đã gọi tên của thần hay sao? Chính ngay lúc này, ta và nữ thần đã liên lạc rồi. Ta bị các nữ thần cho là kẻ phản bội, rất nhanh sẽ bị tước đoạt thần quyền. Ta bây giờ đã không chống đỡ nổi sức mạnh của ma nữ nữa. Nếu ta không rời khỏi thành thần thì sợ rằng tranh đấu của ma nữ sẽ không tha cho người dân trong thành. Lạc Ly đại nhân, lẽ nào người muốn bỏ chúng thần mà đi hay sao? Ta đã làm hết trách nhiệm ở nơi này, lời thề năm đó ta đã thực hiện. Cảm ơn sự chăm sóc của người từ trước tới nay, Indonit. Ta nên đi tìm người ấy rồi, người thương của ta. Ngô thần, ta không tin chàng sẽ phản bội loài người. Phản bội ta, chàng nhất định có lý do của mình. Vì vậy ta mới phải đi tìm chàng. Nhưng rốt cuộc là chàng đã đi đâu, Ngô thần? Bây giờ ta trở thành dáng vẻ này, chắc chắn là chàng đã không nhận ra ta nữa rồi nhỉ? Chiếc nhẫn đó, đó là chiếc nhẫn Long Tâm Vĩnh Hằng của ta. Long Tâm Vĩnh Hằng, kỹ năng sẵn có, cướp đi vật phẩm phòng ngự của đối phương, kỹ năng bị động sau khi chết, có thể có được một cơ hội sống lại ngay tại chỗ duy nhất. Để chứng minh tấm chân tình của mình, Long Thần đã thông qua nhẫn cưới, để cùng hưởng sinh mạng vĩnh hằng của mình với người thường. Xin người chơi, đừng dùng để lột đồ của người khác. Người lấy chiếc nhẫn này từ đâu ra, mau trả lại cho ta. Phát hiện ra một loli hoang dại. Bỏ ta ra, biến thái. Mặt mũm mĩm quá, bóp mềm ghê à. Bỏ ta ra. Hỗn xược, ta là Long Thần Lạc Ly, ngươi là kẻ nào? Mau nói tên họ ra. Ta là Hạ Nguyệt Vận. Ma nữ Nguyệt Vận, kẻ này sao lại chạy tới địa bàn của Nidia? Ơi, ngươi chính là nữ thần của dòng đó à? Sao lại biến thành dáng vẻ này rồi? Tiền chết đi, cần ngươi quan tâm mà, ma nữ tà ác, mau trả nhẫn lại cho ta. Không trả, cái gì? Trả nhẫn lại cho ngươi, ngươi sẽ khôi phục lại sức mạnh biến thành nữ thần ngực to phải không? Như vậy ta sẽ rất không thoải mái. Ngươi có thù với ngực to hay sao? Biến thái. Nonicon. Ai thế, mới sáng sớm đã cãi nhau trước phòng của ta. Có để cho người dân lao động ngủ nướng hay không hả? Này Hạ Nguyệt Vận, chỗ này tại sao còn có cả loài người thế? Ơi hắn, là nô lệ của riêng ta. Ta rõ ràng là chồng của. Nếu như người khác biết ta bị ngươi lừa cưới, sau này mặt mũi của ta biết để đi đâu. Giữ chút thể diện cho ta trước mặt trẻ con. Bạn nhỏ làm sao vậy? Không, không sao, ta phải quay về rồi. Cô đi một mình không sao chứ? Không cần ngươi nọ. Hơi thở trên người của hắn tại sao lại quen thuộc như vậy? Hơn nữa, trên người của hắn còn có mùi của rất nhiều người. Mùi trên người của ma nữ Viên Nguyệt, Nidia và cả ám tinh linh đó. Không đúng, một nô lệ loài người còn sao có thể từng tiếp xúc với nhiều nhân vật lớn như vậy? Bắt buộc là phải điều tra rõ mới được. Cái gì, cô muốn đánh cược với ta? Đúng vậy, nếu ngươi thua thì lập tức ly hôn với ta. Dùng cái này quyết định thắng bại. Vô vị, thắng rồi cũng chẳng có ích gì với ta. Vậy ngươi nói xem,
Ngươi muốn gì, chỉ cần ngươi thắng, điều kiện gì ta cũng đồng ý với ngươi. Nhưng ta cảm thấy điều này là không hề có nghĩa gì cả, bởi vì ta không thể nào thua. Mấy trăm năm nay ta ngày nào cũng chơi game, xác suất để ngươi thắng gần như nào bằng không. Thế nào, có cần ta nhẹ tay cho ngươi một chút HP trước hay không? Hả? Đoàn khiêu khích vừa rồi, ta có thể coi như là chưa nghe thấy. Rất tốt, ta chấp nhận lời khiêu chiến của cô. Chỉ cần ta thắng thì cô sẽ đồng ý bất kỳ điều kiện nào của ta. Lời này nào được tính chứ? Đương nhiên. Rất tốt. Vậy nếu cô thua thì sẽ cởi sạch đồ ra, như vậy mới thú vị. Cái đồ háo sắc, đồ biến thái, tại sao ta cứ phải cởi đồ chứ? Đã là đánh cược thì ít nhất đương nhiên phải là chuyện mà hai bên đều không tình nguyện mới được. Nếu không sao có thể coi là đánh cược? Sao thế, làm gì mà ống a ống nhẹo vậy? Lẽ nào không cho mặc đồ lót? Nào nào, để ta kiểm tra xem. Phí lời, ta đương nhiên là có mặc. Vậy cô còn chậm trễ cái gì, cô nói đi, cô có cởi hay không? Không cởi. Ai chà, cũng ngang bướng ghê nhỉ. Người thế này là ức hiếp người quá mức. Không ổn rồi, không ổn rồi. Hai người đó đang làm gì vậy? Không đúng, hai người này chắc chắn không phải là quan hệ chủ tớ. Thân phận của loài người này có vấn đề. Đáng ghét, cho dù mình xông vào, bọn họ cũng ăn mà đùa giỡn. Hơn nữa, cũng sẽ không có người tin lời của mình. Mình phải tìm một người giúp đỡ. Đại nhân Iria mời dùng trà. C. Phần tử nô lệ tầng thứ 2 xử lý thế nào rồi? Đã đi vào hồi kết rồi. Thần đã phá tan toàn bộ hang ổ ngầm, đồng thời bắt hết người có liên quan. Chỉ là có liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao. Thần có chút không quyết định được, vẫn mong điện hạ người xử chết toàn bộ. Nếu như vậy, chỗ trống xuất hiện ở tầng cán bộ sẽ chọn đại vài người trong số thuộc hạ của bọn họ để thay thế bọn họ đi. Bọn họ không căn cứ gì, ngược lại càng dễ kiểm soát. Vâng, tất cả sẽ làm theo ý của điện hạ. Đi đi à. Hả, tiểu nạc nê, cô có chuyện gì sao? Ta có chuyện cần tìm các cô xác nhận. Người này, cô quen hay không? Tiểu nạc nê, cô chắc chắn thứ vẽ trong tranh là người chứ? Đương nhiên, đây là tác phẩm tự tin của ta. Gì, sao ta cảm thấy người này có chút giống với Ngô Thần? Người nói ra cũng thật đúng đấy. Đợi đã, cô chắc chắn người này tên là Ngô Thần hay sao? Sao cô biết được? Ta đương nhiên nào biết chứ. Ngô Thần là vị hôn phu của ta, sao lại không biết tên của hắn? Lẽ nào cô cho rằng Ngô Thần sẽ biết tung tích của thần Hy Chi Tình? Muốn ta giúp cô đi hỏi thử hay sao? Vị hôn phu? Không ổn, nếu nạc nề lộ trần thân phận của Ngô Thần thì rắc rối mất. Điện hạ, vẫn nên để thần đưa Lạc Ni đi thì hơn. Ây, đừng nói gì. Nếu Lydia biết thân phận của Ngô Thần, sẽ không chút do dự mà giết chết hắn. Nếu Ngô Thần chết rồi, cả ta và cô ta đều sẽ không có cơ hội đưa hắn về xét xử nữa. Cũng được, vậy khiến cô đi một chuyến. Điện hạ khách sáo rồi. Người bận rộn việc chính trị, chút chuyện nhỏ này do thần làm thay là được. Vậy thì thần Hy xin cáo từ. Vậy thì thần xin cáo từ. Chào buổi sáng đại nhân sĩ. Lại đến. Sách tham khảo ta cần đã tìm mang tới hay chưa? Vâng. Chăm sóc sau sinh. Đại nhân đi, sách người cần tất cả đều ở đây rồi. Ơi, làm tốt lắm, sau này sẽ thăng chức tăng lương cho người. Đa tạ điện hạ. Đại nhân đi đi à, những quyển sách này đều là nên chọn đọc riêng cho người. Người hãy đọc cho kỹ nhé. Bậc thầy yêu đường. Chăm sóc sau sinh, một trong kiểu cực hình trừng trị cha nam. Kế hoạch rất nhanh sẽ thành công. Bậc thầy yêu đương, đợi ta thần Hy Chi Tình. Tác giả thần Hy Chi Tình, người bạn của phụ nữ. Ám tinh đình, cô đã biết thân phận của Ngô Thần từ đâu rồi, có đúng hay không? Tại sao không nói với ta? Bởi vì hắn có lý do và sứ mệnh của mình, vì vậy ta mới giúp hắn che giấu. Tuy rằng ta và cô hiện giờ không còn là nữ thần nữa, nhưng cô cho rằng chỉ dựa vào phe nữ thần hiện giờ là có thể bảo vệ thế giới này hay sao? Những ma nữ đều đã mất đi ký ức lúc đó, nhưng cô và ta đều vẫn còn nhớ hàng nghìn năm trước Ngô Thần làm thế nào để chế phục ma nữ.
Hắn là người duy nhất hiện giờ có thể áp chế sức mạnh của ma nữ. Ma nữ đang gặm nhấm thế giới này. Những người mất đi nữ thần sáng thế như chúng ta đã không còn sức mạnh để đối đầu với bọn họ. Cho dù chúng ta đã không còn là nữ thần, không có nghĩa vụ tiếp tục chịu trách nhiệm với loài người, nhưng tộc nhân của chúng ta phải làm sao? Khi thế giới bị hủy diệt, ai tới bảo vệ bọn họ? Đúng vậy, ta không thể nào hành xử theo cảm tính. Chỉ vì suy nghĩ cho bản thân, ta buộc phải bảo vệ tộc nhân của mình. Điều cô nói không sai, ám tinh đình không xì. Cho dù không suy nghĩ cho loài người, chúng ta cũng phải để ý tới an toàn của tộc nhân. Ta phải lập lại kế hoạch một chút. Trong thời gian này, ta muốn nhờ cô quay trường Ngô Thần. Dẫu sao sự mê hoặc của ma nữ không phải là người nào cũng có thể chống đỡ được. Cả cô và ta đều phải cẩn thận. Mê hoặc, lẽ nào ma nữ Viên Nguyệt thật sự dám ra tay với Ngô Thần ở địa bàn của Lydia? Tóm lại, ta phải đi lập lại kế hoạch tiếp theo. Bên Ngô Thần nhờ cả vào cô đó. Quả thật, mình cần phải mở rộng mắt nhìn xa một chút. Ngô Thần cho dù là chàng đã làm điều gì, ta đều bằng lòng tha thứ cho chàng. Nhưng chàng buộc phải trợ giúp ta chấn hưng Long tộc. Vợ à, vợ ổn chứ? Bộ dạng này vẫn có thể tiếp tục đánh bài đấy chứ? Quần áo của vợ chỉ còn lại một chiếc đó thôi. Đáng ghét, tại sao ta chơi cả trăm ván lại không thắng được ván nào? Tuy rằng đã chơi đều, tính luôn cả dây đai và đồ trang sức, nhưng trên người của ta chỉ còn lại chiếc sườn xám này thôi. Phía dưới cứ cảm thấy man mát. Làm sao đây, vẫn nên tiếp tục chứ? Nếu lại thua nữa, bí mật của ta sẽ... Sao nào, bây giờ ngoan ngoãn nhận thua, là một người vợ hiền thục vẫn không muộn đâu. Phí lời, ta không thèm làm vợ của ngươi đâu. Chỉ cần một tia hy vọng, ta cũng sẽ không từ bỏ. Đúng vậy, ta vẫn không nhận thua, ta vẫn có một tia hy vọng. Lần tiếp theo đây, xuyên qua tinh tú. Người đã thua rồi, dung hợp, chó ba đầu mắt đỏ cấp cao. Hiệp của ta kết thúc. Chỗ của người không có bất kỳ quân trận nào cả, Ngô Thần. Sinh mạng của người đã như ngọn đèn tàn trong gió rồi, lật ngược tình thế nào đây? Quả thực, trên tay của ta chỉ còn lại 4 quân bài. 4 quân bài chặn với ý nghĩa không rõ, nhưng tổ trận của ta chắc chắn là sẽ đáp lại kỳ vọng của cô. Ta buộc lòng phải để cô mở mang kiến thức ra một chút. Thế nào gọi là người chơi siêu may mắn? Gì cơ, đây nè. Ra đây đi. Đại ma nữ hắc ám bị giam cầm. Ất tách vô cùng lớn. Đại ma nữ hắc ám phát động tấn công chó ba đầu mắt đỏ cấp cao. Tính ngộ đi. Tật phong đã nổ, tuy phong hủy diệt. Hey, Pakana. Lại thua rồi, tại sao? Đó là đương nhiên, cái gọi là giàu kinh nghiệm của cô đều là chơi với máy tính. Như vậy sẽ không có bất kỳ tiến bộ nào cả. Được rồi, nếu cô đã thua rồi, vậy thì mời cô thực hiện ước định lúc trước. Cởi lốt chiếc váy cuối cùng ra đi. Hả? Làm đi. Chúng ta đã là vợ chồng rồi còn xấu hổ cái gì chứ? Yên tâm, ta chỉ xem một chút thôi, tuyệt đối là không động tay. Người đang mong chờ gì vậy? Ta không thèm cởi. Vợ à, thế này là vợ không đúng rồi. Dáng vẻ này của vợ thì làm thế nào dạy dỗ những đứa con sau này của chúng ta đây? Người mơ đi, nếu người dám động vào ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Cuộc hôn nhân kiểu này, ta không cách nào chịu lỗ một giây nữa. Thứ này, sao lại không tháo ra được? Đừng phí sức nữa. Đạo cụ thần linh sao có thể tùy tiện tháo ra được chứ? Đạo cụ thần linh, đúng vậy, kỹ năng sẵn có, bách sát thánh thuật của chiếc nhẫn này có lẽ có thể cưỡng chế cởi bỏ nhẫn cưới. Phát động kỹ năng sẵn có. Ma pháp trận này hạ nguyệt vận, mẽ nào cô muốn? Ngươi đoán không sai, kỹ năng sẵn có, bách sát thánh thuật của nhẫn cấp bậc thần linh lại truyền thêm ma lực mạnh mẽ cho ma nữ. Là không tin là không làm gì nổi chiếc nhẫn này. Đồ ngốc, đừng mà. Tiếng của ma nữ Viên Nguyệt không ổn. Trời ạ, được rồi, đừng khóc nữa. Ta đã bảo cô đừng chơi với lửa rồi mà. Mau mặc đồ vào đi. Tại sao chỉ có
váy áo bị tuột ra, nhẫn đâu? Ngươi nhìn thấy rồi nhỉ? Ta thề. Được rồi, ngươi không cần phải thề, ta biết ngươi nhìn thấy rồi. Hờm, đây nè. Tại sao chỗ này lại có chiếc sim loại nhỏ vậy? Trả cho ta, biến thái, háo sắc. Hay, hình như ta đã hiểu ra chuyện gì đó rồi. Đừng mà, cô để mông hở như vậy nào muốn đi đâu. Ơi, bỏ ta ra đồ niêu manh. Bình tĩnh đi, ít nhất trước tiên cũng phải mặc đồ vào. Để người ngoài nhìn thật thì cả ta và cô đều không còn mặt mũi nữa. Hả? Người con gái trần truồng cộng với hai người ôm chặt lấy nhau, ngoại tình. Cái tên đang nhằng. Xì, chuyện này không phải như nào nghĩ đâu, hãy nghe ta giải thích. Sao vậy, ngươi đã có vợ rồi, thế mà vẫn lừa ta kết hôn với ngươi ư? Tên nhà ngươi rốt cuộc là có ý đồ gì? Kết hôn? Hóa ra là vậy, không ngờ chàng như vậy đã chế ngựa được một vị ma nữ. Không hổ là ý trung nhân của ta. Ngay chuyện chính là như vậy, vừa rồi cũng là Hạ Nguyệt vẫn không mặc đồ đã chạy ra ngoài, chỉ là chặn cô ấy mà thôi, còn không phải là do ngươi hại. Rõ ràng là cô tự chơi với lửa, cứ muốn dùng kỹ năng vốn có của nhẫn, sao có thể trách ta? Chính là lỗi của người, ta không chấp nhận bất kỳ lời phản bác nào cả, thế mà lại khiến ta lộ ra trạng thái xấu hổ như vậy. Đừng tưởng chuyện này như vậy là đã kết thúc. Sẽ có một ngày ta sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của người, sau đó chính thức ly hôn với người. Đi đây, người và người phụ nữ này từ từ nói chuyện đi, ta chẳng thèm làm bóng đèn đâu. Đúng rồi, xì, sao nàng đột nhiên tới vậy? Nàng không phải nào đang giúp Lydia làm việc hay sao? Sao vậy, nàng không nói gì? Bớt làm nhảm đi. Chàng lại đây cho ta. Có cảm giác uy áp kỳ lạ. Tới đây, tới đây. Vợ tôn kính vẫn còn giận à? Chuyện của ma nữ Viên Nguyệt, thực ra ta chẳng phải là vợ của chàng nhé. Đi tìm người vợ ma nữ của chàng đi. Đừng mà, nàng mới là vợ của ta, người vợ tôn kính, chí thân chí ái của ta. Đừng tưởng rằng mấy lời mật ngọt này là có thể khiến ta tha thứ cho chàng. Chàng nói đi, năm đó rốt cuộc chàng đã từng làm tổn hại bao nhiêu nữ thần? Cái này, cái đó, mình lúc đó chỉ là đang quẹt game mà có được mà thôi. Chàng nói năng, chàng nói nắp rồi. Vừa rồi chàng nghĩ ra lời nói dối để lừa ta phải không? Không có, không có. Ta chỉ là không biết nên giải thích với nàng thế nào. Chàng còn giải thích cái gì? Người bị hại của chàng đều đủ lập thành một liên minh rồi, liên minh những người phụ nữ có thù. Ngay lúc vừa rồi, nữ thần của rồng, người tình cũ của chàng còn mời ta gia nhập đó. Bọn họ để bắt được chàng, thậm chí còn không tiếc tiền, treo tiền thưởng là 100 triệu đồng bạch kim. Thật đúng là trước đây rốt cuộc chàng đã làm gì? Những nữ thần đều hận chàng như vậy. Xì, ta thật sự là không biết nên giải thích thế nào với nàng. Lúc đó, ta vì lấy được nhẫn cưới để kết hôn với ma nữ, tức xuyên cả một đêm, một tuần để chiếm giữ toàn bộ ma nữ. Một trận trở thành truyền kỳ trong giới. Rất nhiều người chơi bắt chước ta đi chiếm giới nữ thần. Để chế bạo tất cả, ta đành không từ thủ đoạn vượt lên trước. Dị thế luyến tấu khúc, căn cứ dưỡng não. Ông bạn, tôi muốn giới thiệu một người tới mua nước thánh tình yêu. Xin hỏi chỗ của cậu có nước thánh giữ ấm hay không? Tôi cần nước đun sôi. Có thể bán nước thánh của cậu cho tôi uống hay không? Buộc phải giữ ấm. Nước thánh này buôn bán công bằng, là thuốc tốt nhất. Cần có dù là ở nhà hay là đi chơi. Bình thường thôi, đều là kỹ năng cơ bản. Dù sao tôi cũng đã chế tạo toàn bộ rồi. Nhưng sau khi xuyên không đến thế giới này, mọi điều ta làm không phải đã trở thành tên cặn bã cực độ rồi hay sao? Bị bẫy rồi. Nữ thần sáng thế này tại sao không xóa luôn ký ức liên quan tới nữ thần chứ? Những nữ thần hiện giờ vẫn đang bàn luận sau khi bắt được chàng sẽ phải phân xử chàng thế nào. Có người muốn thân thể của chàng, có người muốn nửa dưới cơ thể của chàng. Xong rồi, ta dường như là nghe thấy lời hiệu triệu từ thánh ca. Tình yêu à, chàng không cần phải lo lắng, bởi vì ta không giống bọn họ. Ta muốn mọi thứ của chàng, mọi thứ của chàng đều là của ta.
ta sẽ không để bất kỳ ai động vào một sợi lông tơ của chàng, bởi vì ta yêu chàng. Đúng, ta cũng yêu nàng, bảo bối. Tình yêu lặng lẽ quá. Vậy chúng ta sinh một đứa con đi. Đặt tên con là gì cho hay đây? Gì, ta không thở nổi. Ôi, xin lỗi. Xin lỗi, ta thất lễ rồi, Ngô Thần. Chàng không sao chứ? Không sao, không sao. Xin lỗi, hễ nghĩ tới những nữ thần khác đều muốn cướp chàng từ chỗ của ta, ta liền không cách nào khống chế được cảm xúc của mình. Ta đã không muốn mất đi chàng lần nữa. C. Từ trước tới nay, ta vẫn luôn cho rằng đây chỉ là trò chơi mà thôi. Ta đã nghĩ ra mọi thứ quá đơn giản. Đợi khi sứ mệnh của ta kết thúc, ta sẽ bảo Hạ Nguyệt Vận tạo một cặp nhẫn cưới thần linh cho chúng ta. Xin lỗi, do sự lông nổi trước đây của ta đã mang tới cho nàng quá nhiều đau khổ. Hãy để ta nói lại lần nữa. Nghìn năm nay nàng đã chịu khổ rồi, xin lỗi, xì, ta yêu nàng. Được, Ngô Thần, ta hiện giờ thật sự vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn. Một tiếng sau. Vậy thì ta quay về trước đây, ông xã. Bên chỗ của Lydia vẫn còn việc đang đợi ta. Khi làm nhẫn cưới, nhớ phải thêm nguyên liệu mà ta đã đưa cho chàng vào nhé. Được. Cấp sở thì hạt giống, sức sống tinh đình, sản phẩm tiêu hao. Sau khi dùng có thể bổ thận chán dương, tăng 50% tỷ suất sinh đẻ. Hoạt tính gen di truyền. Hạt giống thai nghén tinh đình của gió ở trong khí quyển. C. Nàng thế này là định đổi nghề trở thành nữ thần sinh sản hay sao? Ôi không được, dáng vẻ hạnh phúc thế này sẽ bị nghi ngờ. Rất tốt. Vì Ngô Thần, ta phải nỗ lực làm việc cho Lydia hơn nữa. 3 giờ sáng. Phòng của Hạ Nguyệt Vận. Đáng ghét, ta sẽ không thua. Để có thể thắng được Ngô Thần trong trò chơi, Hạ Nguyệt Vận đang cố gắng tu hành. Ngô Thần, ta nhất định là phải thắng người, sau đó xóa bỏ hôn ước, để ngươi trở thành nô lệ của ta, vì tự do. Cùng lúc đó, bậc thầy tình yêu. Để chiếm giữ Ngô Thần, Lydia trắng đêm nghiên cứu giá trị quan tình yêu của loài người, đồng thời từ đó có được một kết luận. Tình cảm của loài người phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của bản thân. Phiền phức quá,